Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục quay xà lan cho mọi người cùng xem ha. Hiện tại thì có một chiếc xà lan nổi các bạn, đang đi nước xuôi nha. Sáng nay thì nước lớn các bạn ơi, đang thả cái chớn xuống khá nhanh đây các bạn. Chiếc này khá là lớn nha. Như chiếc này ảnh chở dầu á. Quá dữ rồi. Nghe hú ghê chưa. Xuống nước sôi các bạn. Tiếp theo thì mình thấy có một chiếc xà lan khá là lớn các bạn ơi, đang xuống nha. Vẫn là một chiếc xà lan nổi xuống nước xuôi nữa nha. Ở bây giờ thì quan sát là không có phương tiện đi ngược chiều thì ảnh tăng tốc qua nhanh nha. Quá bự rồi, anh này bự hơn anh lúc nãy nữa. Đang nạp xuống nước xuôi. Chúc mấy anh em đi nghề sông nước xà lan cũng như các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đây trên này thì mình thấy là xà lan tiếp tục xuống nữa nha các bạn. Cái này anh cũng khá là lớn nha. Do là mình quay lúc sáng sớm đó các bạn, cho nên là hình ảnh nó cũng hơi mờ mờ xíu nha, tại vì còn mùa sương khá nhiều á. Giờ xà lan nổi đang vô. Thường thì xà lan nổi sẽ lên nước nước ngược các bạn. Giờ thì xuống nước sôi luôn. Chung là nước này chảy cũng khá là yếu nha. Sắp chuyển qua con nước kia, con nước gồng rồi. Anh thả xuống với tốc độ khá cao nha. Tiếp theo các bạn ơi, vẫn là một chiếc xà lan đi nước xuôi nữa nha, xà lan nổi nha. Sáng nay thì xà lan nổi vô khá là nhiều nha. Đặc biệt hôm nay thì nước chảy ngược trở vô các bạn. Bình thường thì chảy ngược trở ra. Bình thường sáng thì nước gồng các bạn. Hôm nay thì nước lớn nha, nổi con nước rồi. Xà lan qua thì rất là cảnh giác, canh cũng khá là kỹ nha các bạn. Đang xuống nè. Anh nào. Quá trời ơi, càng bóp ghe sướng lỗ tai luôn. Tiếp theo vẫn là một chiếc xà lan nổi các bạn, xuống nước xuôi nha. Chớn khá là nhanh nha các bạn. Chiếc xà lan bồn các bạn ơi, khá là lớn nha, anh này độ cabin lên trên luôn. Ở khu vực ở đây thì có mấy chiếc xà lan bồn các bạn, đâu đó khoảng 3-4 chiếc gì à.
Còn ở mấy tỉnh khác thì mình không biết nha. Còn ở đây thì mình thấy là có 2-3 chiếc thì qua lại thường xuyên thôi các bạn. Là chở linh ke. Đèn lên nước ngược nha. Mấy chiếc kia thì đi bồn đứng nha, cái này đi bồn nằm nha các bạn. Xà lan nổi bắt đầu vô nữa nha các bạn. Sáng nay thì xà lan nổi vô khá là đông. Anh nào anh bóp kẹn ở xa xa trên kia vẫn biết cái con nước hiện tại là đang dòng không có chắc quá nè. Đây qua thì phải cảnh giác các bạn ơi, chung có rất là nhiều những cái tình huống bất ngờ nha. Thì khi mà quan sát được thì nó cũng tới rồi, cho nên là trước khi qua thì mấy anh thường nhìn rất là kỹ. Đây bây giờ anh cầm cẩm này, anh sẽ bo cua nước xuôi nha. Cây bo thì nghe nó cũng khá là thâm hậu nè. Chở cái gì không biết nữa, tùm lum cái đồ hết trơn các bạn. Đồ sắt nhiều. Anh xà lan anh đang ve lại với tốc độ khá cao nha các bạn. Tại vì anh nổ thì đang đi nước xuôi nha. Ở đằng sau mình thì có một chiếc xà lan cẩm đang xuống nha. Bây giờ anh ve lại nè, anh ve lại để mà anh xử lý cho anh cẩm cẩm này xuống trước nha. Quả luôn rồi. Trên kia gặp thêm chiếc đang xuống nữa nha. Anh Khẩm này đang đi nước ngược các bạn. Đang nạp lên luôn nè. Bích à. Xa xa trên này thì mình thấy là hai chiếc xà lan đang né các bạn ơi. 2-3 người đi ra để quan sát tiếp bên tay công nha. Thật sự là khi mà qua cái đoạn này thì nó cũng khá là căng thẳng nha các bạn. Anh nổi nổi anh đang nạp lên để lên luôn nè. Ồ mạnh tay dữ ta. Đang xuống nước xuôi. Quá trời nạp anh. Trời ơi. Sóng nó đánh kìa, kinh khủng chưa? Kinh khủng chưa? Đổ nó bị xuồng nó lộn mèo luôn rồi. Tăng tốc qua nha, cái chớn khá là nhanh nha các bạn.
một người đứng ra. Quá mướt luôn. Đang lên nữa nha các bạn. Trời ơi, anh già thì khói lên dữ vậy. Đang néo bên kia cho anh xà lan này xuống nè. Nạp qua luôn nghe các bạn. Tiếp theo các bạn ơi, đây thì mình thấy là một chiếc xà lan khẩm các bạn đang đi lên nước ngược nha. Tình hình nước hiện tại thì chảy khá là xiết nha các bạn. Trời ơi, anh này nặng máy dữ người ta. Cảm giác hơi chua nha các bạn. Anh đi xà lan chở đá. Có đèn xịt xịt luôn nha. Đang ủi lên nước ngược nè. Đại là một nước này đang rất là lớn luôn, đổ rất là mạnh luôn. Đi tới đây thì mình cảm giác như chiếc xà lan khá là nặng máy rồi nha. Cắt khói đèn luôn rồi kìa. Nổi kìa. Quýu luôn anh ơi, qua nhanh cái đoạn này. Nước này thì không có xà lan nổi vô các bạn, khẩm lên nước ngược nhiều nha.